Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động vừa trải qua một năm đầy trắc trở do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chính sách về lương thưởng, chế độ phúc lợi đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc giữ chân người lao động sau Tết. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, mặc dù thiếu nguyên liệu đầu vào, nguồn lao động không ổn định, cước phí vận chuyển tăng, nhưng năm 2021, tập thể công ty Đại Dũng, huyện Đức Hòa đồng lòng thực hiện ba tại chỗ, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất và may mắn không phát sinh ca nhiễm COVID-19 nào trong giai đoạn này. Ban tổng giám đốc quyết định khích lệ cho toàn thể cán bộ nhân viên. Năm nay thì cái việc lương thưởng rất là cao, là từ 2 tháng rưỡi lương trở lên. Đó là cái lời động viên tốt nhất cho người lao động, và tụi tôi cũng rất là vui khi ban lãnh đạo đã ra những cái quyết định kịp thời động viên người lao động để năm sau mình sẽ có lực lượng lao động nhiều hơn, huy động được lực lượng lao động có tay nghề cao hơn để phục vụ cho cái ngành sản xuất của công ty. Năm nay, các cấp công đoàn cũng như doanh nghiệp triển khai hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo phương châm thiết thực, không tập trung đông người và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thì Liên đoàn huyện tổ chức thành các cái đoàn để thăm các cái khu nhà trọ, thăm trực tiếp các công nhân lao động công tác tại các cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cũng như là các cái khu nhà lưu trú. Đặc biệt là các hoạt động này giám sát cái chế độ tiền lương, tiền thưởng để đảm bảo cho người lao động, đoàn viên công đoàn ai cũng được chăm lo Tết trong dịp này. Môi trường lao động thân thiện, cởi mở, nhà ở nội trú, khu tập thể dục thể thao cùng các chế độ đãi ngộ khác được công ty quan tâm thực hiện là những yếu tố then chốt để công nhân, nhất là người lao động xa quê như anh Vũ Quang Tuyến cảm thấy ấm lòng hơn. Quê ở Ninh Bình, Tết này anh Tuyến không về vì ngại dịch bệnh và muốn tiết kiệm chi phí, chờ sau Tết bắt tay ngay vào sản xuất. Và hiện tại là tôi làm bên bộ phận là bên hàng dặm của công ty. Công ty đối xử với tôi rất là tốt. Đôi khi phần quà tôi cũng hay được lãnh vì gia đình khó khăn. Trong số 2.700 công nhân của tập đoàn Đại Dũng, cụm nhà máy Long An có 800 lao động đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Có người thâm niên làm việc hơn 20 năm, có người mới vài năm, nhưng ai nấy đều gắn bó với công ty. Sau đại dịch Covid thì công ty Đại Dũng cũng coi như là các công ty khác gặp khó khăn. Tuy nhiên là công ty Đại Dũng có một cái phương án và chính sách riêng, đó là tổ chức ba tại chỗ và hỗ trợ nhiều công nhân tại chỗ rất là tốt. Qua đại dịch thì cái công việc làm của công nhân cũng rất là tương đối ổn định, nên là cái sự gắn kết của công nhân ngày càng nâng cao và gắn bó nhiều với công ty. Chính sự động viên sẽ chia lợi ích, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hình thức thưởng Tết và các chế độ phúc lợi là chìa khóa giữ chân người lao động sau Tết và góp phần thực hiện mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.